Mình xin chào các bạn, mình là Tính đây. Chào mừng các bạn trở lại kênh Thủ Thuật Hay Vlog. Hôm nay thì mình xin chia sẻ tới các bạn cách để tìm việc làm nhanh trên smartphone hoặc là trên máy tính. Thì thông thường các bạn cần phải đi tới các cái công ty để đi nộp đơn xin việc, hoặc là các bạn nhờ một ai đó đi xin việc cho chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ tới các bạn cách để xin việc đơn giản mà các bạn có thể lựa chọn các công việc mà các bạn mong muốn, và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cái người muốn tuyển người việc làm. Đơn giản thì rất là đơn giản, trên điện thoại các bạn chỉ cần tải cho mình cái ứng dụng là Trợ Tốt này về thôi. Các bạn lên CH Play để tải về, để ghi là Trợ Tốt. Ở đây mình đã cài rồi, cho nên mình sẽ ra ngoài và mình sẽ mở nó lên. Ở trong cái phần Trợ Tốt này, các bạn có thể tham khảo rất là nhiều việc làm tốt mà mình thường sử dụng Trợ Tốt để đi tìm việc. Các bạn chỉ cần kéo xuống và điền vào một cái mục việc làm ở đây. Ở đây các bạn có thể điền ở cái mục là việc tìm người. Thì các bạn đi tìm việc thì nó sẽ chỉ liệt kê những cái mục việc tìm người. Thì ở đây các bạn lựa chọn một cái công việc phù hợp với các bạn thôi. Giả sử như ở đây là mình sẽ chọn cái mục tài xế xe hơi gần nhà Bình Thuận đây. Thì các bạn sẽ kéo xuống đây để xem thông tin người ta sẽ có những cái mức ưu đãi gì cho chúng ta. Và chúng ta có thể gọi điện ở đây hoặc gửi tin nhắn cho người ta ở đây. Gọi điện và gửi tin nhắn. Và các bạn cũng có thể chọn ở cái vùng mà chúng ta muốn chọn, và chọn cái lương mà chúng ta cần phải đấy. Ở đây mình sẽ chọn ở Hà Nội nhé, để mình gần Hà Nội hơn. Và các bạn có thể chọn cái mục lọc ở đây. Thì các bạn chọn cái mức lương mà người ta sẽ trả cho chúng ta bao nhiêu tiền một tháng. Ở đây giả sử như mình lấy 3 triệu cho tới 7 triệu đi. Sau đó mình áp dụng từ khoảng vào cái khoảng khả năng của mình. Thì ở phần dưới này các bạn có thể thấy những cái mục từ cái mục 3 triệu tới 7 triệu có những cái mục nào mà các bạn có thể chọn. Ok. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ tới các bạn cách để nộp đơn vào những cái công ty mà các bạn mong muốn. Giả sử như là một công ty nào đó, mình sẽ vào mạng và mình sẽ liệt kê cho bạn hai cái trang web tuyển việc làm mà các bạn có thể tìm kiếm được. Các bạn chỉ cần điền trên Google là tìm việc làm thôi. Sau đó các bạn kéo xuống. Có hai trang web rất là uy tín là trang web Việt Nam Work và trang web ở phần bên dưới này. Thì cái trang web Việt Nam Work mình sẽ show cái trang web đó tới các bạn luôn. Đây là cái trang web Việt Nam Work nha các bạn. Ok, các bạn đợi để nó load. Ở trong cái trang web này các bạn có thể thấy những cái công ty nào nó đang hiện đang cần tuyển việc làm. Giống như cái công ty đầu tiên là nhân viên kinh doanh tại Hà Nội này, chuyên gia quản lý chất lượng này, kho điện tử nhiệm này. Đó, Hyundai. Thì giả sử như là mình muốn nộp đơn vào cái công ty Hyundai này để đi xin việc làm. Thì các bạn chỉ cần điền vào cái công ty Hyundai này và chúng ta sẽ điền vào nộp đơn. Các bạn điền cái địa chỉ email và mật khẩu vào. Các bạn có thể sử dụng một cái tài khoản Facebook chẳng hạn. Ở đây thì mình sẽ không vào để nộp đơn nhé, bởi vì mình đâu có cần xin việc đâu. Thì các bạn có thể điền vào mục nộp đơn này. Thì ở phần bên dưới này thì nó có thông tin ngày đăng tuyển này, cấp bậc nhân viên, ngành nghề kế toán tự động hóa, và các bạn có thể xem thông tin ở mức này, xem thông tin công ty các thứ ở cái mục này.
Ok thì đây là cái phần mềm thứ nhất mà mình muốn show tới các bạn, những cái công ty nào người ta đang tuyển việc làm, và các bạn có thể nộp đơn trực tiếp trên mạng, không cần phải qua môi giới hoặc là các thứ. Thì cái phần mềm thứ hai là phần mềm cái trang web là CareerBuilder. Đối với cái trang web này thì các bạn có thể tìm kiếm được cái ngành nghề mà chúng ta yêu thích. Giả sử như các bạn điền ở đây là điện chẳng hạn. Sau đó chúng ta ấn vào tìm ngay. Đây, điện tại Hà Nội có 1.595 kết quả. Lương ở đây nó đã thống kê luôn cho chúng ta là thống kỹ sư điện này. Lương 7 tới 10 triệu Việt Nam đồng này. Đại diện kinh doanh trên 10 triệu này. Kỹ sư điện 8 tới 12 triệu. Đó thì các bạn có thể tìm kiếm các cái công ty nào mà chúng ta ngành nghề yêu cầu. Giả sử như các bạn muốn làm về IP chẳng hạn. Đây chuyên training bảo mật này, IT này. Đó thì các bạn có thể tìm kiếm ở đây là các cái công việc gì mà cần phù hợp cho chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ vào cái công việc đó và chúng ta sẽ điền nộp đơn ứng tuyển. Ở đây nó các bạn có thể sử dụng bằng cái địa chỉ Facebook, hoặc là ứng tuyển ngay, hoặc là đăng ký, các bạn chỉ cần đăng ký một cái số điện thoại vào thôi. Đây là kinh nghiệm yêu cầu các bạn là 1 năm này, lương là 7 tới 8 triệu đồng này. Ok thì video mình chia sẻ đây thôi. Nếu bạn thấy hay bổ ích thì nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình xin chào các bạn, mình là Tính đây. Chào mừng các bạn trở lại kênh Thuần Thai Vlog. Hôm nay thì mình xin chia sẻ tới các bạn cách để bật thu phóng cái ứng dụng, hoặc là các bạn chỉnh cái phông chữ của chúng ta cho to hơn. Thì đối với người già thì người ta thường sử dụng cái phông chữ to để người ta đọc báo và mắt người ta cũng không được tốt. Hoặc là các bạn bị cận thì các bạn có thể chỉnh sửa cái phông chữ trên điện thoại Android. Ở đây thì các bạn có thể thấy cái phông chữ mình rất là nhỏ, và phải nhìn cam mắt ra thì mình có thể nhìn được cái phông chữ. Để cho các bạn có thể điều chỉnh cái phông chữ này cho nó lớn hơn, để cho các bạn có thể đọc báo tốt hơn hoặc là làm một cái gì đó, thì các bạn có thể vào phần cài đặt, các bạn kéo xuống, các bạn điền vào một cái mục trợ năng này, và các bạn có thể bật cái mục là cử chỉ thu phóng này lên để cho chúng ta có thể phóng to được cái màn hình. Đây các bạn có thể thấy mình đã phóng to được lên rồi. Tiếp theo đó thì các bạn bật cái kích thước phông chữ. Thì các bạn ở đây thì các bạn thấy thì kích thước phông chữ mình đang đặt ở mức nhỏ này. Các bạn có thể kéo cái thanh này lên cho nó to hơn. Ở đây mình chọn to nhất nhé. Và mình sẽ vào cái bài, vào một bài báo cho bạn xem. Đó, các bạn có thể thấy chữ nó đã điều chỉnh lên rất là to rồi. Ở đây giả sử mình muốn cho nó nhỏ lại thì mình sẽ để cho nó nhỏ lại. Và mình sẽ để cho nó lốt lại. Đây các bạn thấy không? Cái chữ nó lại nhỏ xuống. Và các bạn để mức vừa cũng được, mặc định. Ok, trên đây là mình đã chia sẻ tới các bạn cách để điều chỉnh cái phông chữ trên điện thoại Android làm sao cho phù hợp nhất với chúng ta, và cho người già người ta có thể đọc báo được hoặc là ấn được số điện thoại.
Thì bây giờ mình chia sẻ đến đây thôi. Nếu bạn thấy hay mà bổ ích thì like đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.